Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, thì cũng như mọi ngày thôi ạ. Vâng, bên em cũng rất là nhiều đơn hàng. Thì đây là có đơn hàng của anh Hoàng Văn Bình. Anh mở hàng cho bên Zika Audio ngày mùng 5 tháng 3 năm 2019 ạ. Vâng, anh Bình, anh ở thành phố Hà Giang. Vâng, sau khi anh Bình có xem kênh YouTube và anh có gọi điện tư và được Zika tư vấn, chọn cho mình một support màu đen nano rất là đẹp. Vâng, em thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Bình nhé. Vâng, anh đã tin yêu Zika và anh đã ủng hộ. Vâng, anh Bình ạ, thì đây là cái support đen mà bên em đã bỏ ra, bên em test cho anh trước khi gửi đấy ạ. Vâng, thì là cái hộp mà em đã để sẵn đây, tí bên em test xong thì bên em đóng hộp gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng, về hình dáng bên ngoài thì đặc biệt cái dòng support đen này cực kỳ là sang trọng, được sơn đen nano, bóng rất là đẹp. Đây là tổng thể đấy ạ, phía trước ở giữa đây cái mặt trước này có cái logo của Boss đấy ạ. Dùng support đen này là quá đẹp luôn ạ. Vâng, về trong tầm tiền thì chất âm thì không có cái dòng nào vượt qua được nó. Anh Bình thì anh rất là thính tai thì anh có chọn cho mình cái support đen để trải nghiệm và phối ghép với dàn karaoke gia đình. Vâng, anh Bình nhé, bên em đang phối ghép với cái đẩy hai kênh Kiso K950 ạ. Vâng, dòng công nghệ Class D. Vâng, và một cái băng cơ lai số WeWood VHL TF9 Plus ạ. Vâng, bên em đang test trực tiếp cho anh đi ạ. Cho to lên tí cho nó nhạc nó sôi động. Vâng, và một đôi loafull WeWood VA12, đây là dòng loafull rất là cao cấp cho dàn karaoke gia đình, bên em tung ra thị trường rất là nhiều trong năm vừa rồi. Vâng, thì quay trở lại cái sub Martin quên sub bốt đen của anh Bình đi ạ. Vâng, đặc biệt sub bốt đen này là bát đối đất, bát 30 nằm ở phía dưới gầm được bảo vệ bởi 40 chân đi ạ. Vâng, quay lại phía sau đi ạ. Anh Bình nhé, đây là phía sau đây ạ, cánh đàn nhiệt mà bên em đang đấu phối ghép trực tiếp để bên em test chất âm và sự ổn định. Và thì đây là cái trầm của anh đang hoạt động trực tiếp anh nhé, bây giờ em tắt thử đi này, tắt nhạc không có trầm đây ạ. Ở nhạc không trầm thì rất là khô vì nó thiếu giải, nghe không được ấm và giờ không được dễ chịu. Thì anh có phối ghép cho mình cái trầm để hỗ trợ cho giải âm được tốt hơn, thì em bật trầm của anh lên ạ. Đấy ạ, của anh rất là lực, giải âm khác hoàn toàn trước khi có trầm. Vâng, và sau khi bên em đưa vào phòng kỹ thuật test thì bên em có dán tem công ty Zika Audio bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm support đen này anh đã chọn lựa nhé. Vâng, cái support đen của anh Bình chọn lựa thì anh nhìn biết rồi ạ. Sơn bóng rất là đẹp, nano được in hình tất cả những chi tiết xung quanh vào, nhìn rất là nổi như kiểu dạng 3D đấy ạ. Từ những thiết bị xung quanh nó in hết vào trong cái sub của anh, đúng như dạng 3D luôn, rất là đẹp. Vâng, anh mà rảnh việc thì anh có thể soi gương cạo râu được. Nói chung là anh được một công đôi việc rất là tiện lợi. Vâng, thì anh Hoàng Văn Bình nhá, cái sub mốt đen nano này của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Và sau đây em xin phép là bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong năm mới 2019. Vâng, xin chào anh Bình và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Anh Bình nhé, sau khi bên em đã kiểm tra và bọc lót có những cái sự xốp chống sốc rất là dày phía bên trong, thì đây là địa chỉ thông tin của anh đầy đủ đấy ạ. Bằng Zika Audio mong anh nhận sớm anh trải nghiệm anh Bình nhé.